117, 18, chỉ đó, chưa được 120 nhé. Tối hôm qua tới giờ là không hề tra nạp nhé. Hơi không tụt, hơi không tụt, ngấm nước không hề xì nhé. Ván đã làm lại rất ok anh em nhé. Tối nay là hôm nay bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 5:45, chiều hôm qua là 4 giờ, là thành một ngày một đêm đấy, một ngày một đêm nha anh em, một ngày một đêm không tra nạp, không thông áp như nhau. Mình đã thấy lại cái lò xo bộ mới này, thấy lại lò xo xong bắt đầu là làm trụ lò xo đi lại này, vợt lại trụ lò xo đi cho thẳng này, cái đồng tâm với cái cục điều áp, cục chỉnh điều áp này. Mình thấy cục như bách của cái trụ trọng lò xo đi này đấy, và ván của nó là ván hàng công ty này của Hữu Bén nhá, của Hữu Bén. Mạ vạch này Hữu Bén Power nha anh em. Còn đây là cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Dòng này là dòng 8D, em vẫn dùng không đồ chạy nhé. Em không đồ chạy cái gì hết, em chỉ khắc phục, không xì hơi và không tràn áp, hồi áp đều, tốc đều nhé. Còn bên em không có đồ chạy cái gì hết. Phiên bản như thế này thì dùng anh em chơi nấm, từ 5.5 đến 6.35 là chơi được nấm. Còn anh em nếu muốn khoáng đồ to như thế này để chơi xe lụt 6.35 thì anh em mua khoáng đồ về gắn vào nhé. Còn bên em chỉ nhận làm nguyên bản như thế này cho anh em chơi thôi nhá. Báo tràn áp, báo xì sọt, hồi áp đều chuẩn,